Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát Các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay Thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trong phiên giao dịch hôm nay thứ năm, ngày 6 tháng 1 Vàng đối mặt áp lực giảm giá gia tăng Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép tăng lãi suất nhanh hơn kỳ vọng Vì yêu cầu chặn đứng đà lạm phát tăng cao trong khi đó, Giá vàng trong nước ghi nhận phiên giảm thứ ba trong tuần với mức giảm khá mạnh từ 100 cho đến 350.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua bán sau khi có phiên tăng vào ngày hôm qua. Theo đó, tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, niêm yết chiều mua vào hiện đang ở mức 60.750.000 đồng một lượng, chiều bán 61.450.000 đồng một lượng, giảm 250.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC vẫn đang ở mức 700.000 đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 60 triệu 900 000 đồng một lượng và 61 triệu 500 000 đồng lượng, giá không thay đổi so với phiên trước. Còn tại thị trường Hà Nội, giá vàng Doji mua vào tại mức 60 triệu 800 000 đồng lượng, ở chiều bán 61 triệu 400 000 đồng lượng giảm 150.000 đồng/lượng chiều mua và 200.000 đồng/lượng chiều bán. Biên độ trên lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 600.000 đồng/lượng. Tiếp theo, mời các bạn cùng theo dõi bảng niêm yết giá vàng trong nước và thế giới ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay nhé. Thưa các bạn, vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1794 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 15 đô la với tỷ lệ 0,83%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên hôm nay 1.793 đô la Mỹ và cao nhất 1.812 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 42.700 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm 1,67%. Chỉ số USD thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác Hiện đang đứng tại mức 96,185 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ nhảy vọt lên mức 1,73% một năm, trong phiên đã tăng 1,23%. Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh, hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 78,231 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 1,38%. Giá vàng STC ở các tổ chức lớn Tại phú quý SJC giảm 200.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 60.850.000 đồng lượng Chiều bán 61.400.000 đồng lượng Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng lượng chiều mua Chiều bán điều chỉnh giảm 180.000 đồng lượng Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 60.860.000 đồng lượng Chiều bán 61.390.000 đồng lượng Tại Mì hồng STC, giảm 350.000 đồng lượng chiều mua và 300.000 đồng lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 60.850.000 đồng lượng, chiều bán 61.250.000 đồng lượng. Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank, giảm 150.000 đồng lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 250.000 đồng lượng. Ở chiều mua hiện đang niêm yết tại mức 60.850.000 đồng một lượng, chiều bán 61.250.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB giảm 250.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 60.800.000 đồng một lượng, chiều bán 61.300.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB cũng có mức giảm 250.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 60.800.000 đồng lượng chiều bán 61 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold giảm 150 nghìn đồng một lượng chiều mua và 200 nghìn đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 60 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 61 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi những nhà các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm 250.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 60 triệu 720 nghìn đồng lượng đến 60 triệu 770 nghìn đồng lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 61 triệu 450 nghìn đồng lượng đến 61 triệu 500 nghìn đồng lượng. Giá vàng bố số 9 vàng nữ trang SJC Nhẫn bộ số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ giảm 300.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 52.050.000 đồng/lượng, chiều bán 52.750.000 đồng/lượng. Vàng lĩnh trang bộ số 9 cũng có mức giảm tương tự, 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 51.750.000 đồng/lượng, chiều bán 52.450.000 đồng/lượng. Vàng lĩnh trang 24K giá 297 000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang niêm ít mức giá 50 triệu 831 000 đồng lượng, chiều bán 51 triệu 931 000 đồng lượng. Vàng đi trang 18K giảm 225 .000, 000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 37 triệu 491 000 đồng lượng, chiều bán 39 triệu 491 000 đồng lượng. Vàng đi trang 14K giá 175 000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Cả hai chiều mua bán hiện đang có mức giá 28 triệu 731 000 đồng một lượng và 30 triệu 731 000 đồng một lượng. Vàng đi trang loại 10K có mức giá ở chiều mua 20 triệu 024 000 đồng một lượng, chiều bán 22 triệu 024 000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng đối mặt áp lực giảm giá gia tăng khi biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vừa công bố vào ngày hôm qua mùng 5 tháng 1 cho thấy ngân hàng trung ương này trở nên cứng rắn hơn kỳ vọng. Nhà đầu tư lo lắng sau khi thấy biên bản tiết lộ rằng Fed đã thảo luận đến việc cắt giảm quy mô của bảng cân đối kế toán. Đây là một bước đi quan trọng nữa của Fed bên cạnh rút lại chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo thời đại dịch Covid-19. Trước khi nói đến vấn đề thu hẹp lượng tài sản nắm giữ, Fed đã tuyên bố đẩy nhanh cắt giảm quy mô của chương trình mua tài sản và dự kiến tăng lãi suất ba lần trong năm nay. Việc Fed đẩy nhanh thắt chặt sẽ đặt ra trở ngại lớn cho vàng, tài sản không mang lại lãi suất. Biên bản nói rằng Fed dự định giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc của Mỹ và trái phiếu đảm bảo bằng nợ địa ốc. Đây là những tài sản mà Fed đã mua vào một lượng lớn qua đó bơm hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào thị trường kể từ khi đại dịch bắt đầu quy mô bảng cân đối kế toán của Fed hiện ở mức khoảng 8.800 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, giá vàng vẫn được hỗ trợ khi áp lực lạm phát đang diễn ra và những lo ngại về đại dịch Covid-19. Biến chủng mới Omicron đang trả lan ở nước Mỹ và các quốc gia khác. Điều này đang gây ra những lo ngại rằng virus có thể một lần nữa làm suy yếu các nền kinh tế toàn cầu. Có báo cáo cho rằng các nhà lập pháp của chính phủ Mỹ đã thảo luận về một gói kích thích đại dịch liên bang khác dành cho các doanh nghiệp vẫn đang bị tổn thương do tác động kinh tế của virus. Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong thời gian còn lại của tuần này là báo cáo về thị trường lao động của Mỹ. Nếu thị trường việc làm tiếp tục phục hồi mạnh, việc phép đẩy nhanh tiến độ thắt chặt sẽ càng có cơ sở hơn. Khi ấy, vàng sẽ gặp áp lực lớn. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay theo giờ Việt Nam, giá vàng sẽ không có biến động mạnh. Bài thị trường đang dồn sự chú ý vào số liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai thứ sáu, ngày 7 tháng 1. Do đó, phiên ngày mai thứ sáu, ngày 7 tháng 1, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục nằm trong xu hướng đi ngang và giảm giá. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 6 tháng 1 năm 2022 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.